Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Trộm bánh bao có phải không? Không có liên quan tới ta. Ngươi có phải đại ca của nó không? Đại ca gì chứ? Đi! Đi với bọn ta! Buông tay ra! Có biết bọn ta là ai không? Làm gì? Phủ đầu bán! Đánh nhau! Dạy! Đứng lại! Đứng lại chứ! Đứng lại! Đứng lại chứ! Cậu không sao chứ? Không sao. Chạy 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 chạy. Đá cho mùi. Nè, cả mùi đi. Tiểu bạn đi tiệc kìa. Cả mùi. Tiểu bạn đi tiệc kìa. Cả cho mùi. Em tiểu bạn đi tiệc. Ôi trời ơi, tiểu bạn à, sao đi tiểu chỗ này chứ hả? Hay quá. Ai, chạy đi. Ê, thôi đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Ôi trời ơi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Được rồi, ai cho con tiểu ở đây chứ? Ê, chính là nơi này. Mình tới rồi đó. Đại An. Đại An. Đại. Ôi, được rồi, đừng khóc nữa mà. Ta làm gói ọt cho các con nha. Ê, hả? Ô, Trần Thành. Ê, sao huynh tới đây không nói một tiếng vậy? Để tôi có thể đi đón huynh. À, Đại An à, cất nó đi. Lại đây, để tôi giới thiệu sư phụ của tôi, Quách Nguyên Giáp. Ồ, Quách sư phụ. Tôi nghe Trần Thành nhắc đến ngài từ lâu rồi. Sư đệ của tôi, Trần Chân. À, Trần sư đệ, xin chào, lần đầu gặp mặt. Đại An huynh đệ, chúng tôi đến làm phiền cậu rồi. À, Quách sư phụ à, nói gì mà phiền chứ. Nhanh vào trong nhà thôi, đi. Đi 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 đi, đi nhanh lên. Mời vào đây. Được. Nào nào. Đại An nè, tại sao trong võ quán của huynh lại có nhiều trẻ con như vậy? Ê, tôi dạy bọn nhỏ luyện võ phải luyện từ nhỏ. Ê, thời của các huynh nha, chẳng phải từ nhỏ đã luyện võ rồi sao? Nào, nào nào, ngồi đi ngồi đi. Ngồi đi ngồi đi. Ngồi xuống ngồi xuống. Uống trà uống trà. Ơi, hết trà rồi. Đây, Quách sư phụ. Mời uống trà. Được rồi, cảm ơn cậu nha. Mọi người tới chỗ tôi á, xin đừng khách sáo làm gì hết. Đừng đứng ở bên ngoài, hãy coi đây là nhà của mình. Bên ngoài á, vừa mắc tiền, vừa bất tiện nữa. Đại huynh đệ, vậy thật sự làm phiền rồi. Quách sư phụ, làm phiền cái gì đâu. Trấn Thành đây á, là bạn tốt của tôi. Ngài là sư phụ huynh ấy, chẳng khác nào sư phụ của tôi rồi. Đại An, mấy đồ đệ này của huynh còn phải lo cho chúng ăn ở nữa hả? Ê, huynh nhìn những đứa trẻ này như vậy á, nhưng mà cha mẹ của chúng á, đối với tôi rất là kính trọng. Ngày lễ ngày Tết ha, cha mẹ của chúng vừa gửi tôi tiền, vừa cho tôi đồ. Tôi từ chối cũng không hết nữa. Đại An sư phụ. Hả? Đại An sư phụ. Ờ, Tiểu Bảo. Có chuyện gì? Đây là tiền học tháng này của Tiểu Bảo. Ê, Đại Tẩu à, để nói rồi. Không cần phải lo lắng như vậy đâu. Đại An sư phụ, tôi có điều muốn nói. Cứ nói, có chuyện gì? Tôi không muốn Tiểu Bảo đến học vào tháng sau nữa, tôi muốn gửi nó đi học. Đi học? Đi học? Đi học là chuyện tốt đó, có phải không Quách sư phụ? Đúng. Vậy nên tôi đến đây để cáo từ thầy. Được, ở đây, hey, cho con cái này, quay về học hành chăm chỉ nha. Nè, Đại An, sao đi mất một đứa rồi? Ê... đi một đứa cũng chẳng sao cả, các đệ tử còn lại rất là chịu khó, sau này ha nhất định sẽ trở thành cao thủ, có phải không Quách sư phụ? Sư phụ, hôm nay con đến học võ là để con có thể chơi với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo không học nữa, con cũng đi đây. Con đi nha. Hả? Diện diện à? Hôm nay con không muốn học hả? Được rồi, được rồi, đi về đi. Cảm ơn sư phụ. Không sao, không sao.
Y à, ê, vẫn còn một người nữa. Tôi muốn lấy tinh thần của Đại An Võ Quán kiên trì tới cùng. Người tập giỏi chúng ta không thể nào giữa đường đứt gánh được, đúng không các sư phụ? Đúng. Sư phụ, diễn diễn đi rồi, Tiểu Bảo cũng đi luôn, con không muốn học nữa. Ôi trời, con cũng không muốn học nữa hả? Ta nói con nha, con không sợ mẹ con biết sẽ đánh đòn con sao? Mẹ con nói mẹ muốn con học giỏi với thầy là vì có thầy chăm sóc con. Mẹ con rất là yên tâm cho nên cho con học. Ôi trời, con cũng không muốn học nữa hả? Được rồi, về đi. Ê, không sao. Đại An hả? Tới một đệ tử huynh cũng không có, huynh làm sao lo cho chúng tôi đây? Ê, trẻ con đều như vậy cả mà. Ê, nhưng gần đây lại có rất nhiều người đến tìm tôi dạy võ công cho họ. Quắc sư phụ, để tôi dẫn các vị đi xem chỗ ở nha. Đi thôi. Đi thôi. Được. Đi. Đường này. Để tôi dẫn các vị đi xem. Đây là sân trước ha, đằng kia là sân sau. Rất rộng đó. Các vị cứ coi. Ở bên này trái nhà phía đông có thể chứa khoảng chục người. Đúng lúc đang tu sửa lại. Nhưng mà ba người các vị ở trong căn nhà này là được rồi. Được rồi. Có hơi nhỏ, nhưng mà các vị đừng chê cười nha. Sao có thể chứ? Chỉ cần có chỗ dừng chân là tốt rồi. Nè, mời vào. Chỗ này hơi đơn giản một chút, để tôi tìm người thu dọn. Chờ đến khi trái nhà phía đông sửa chữa xong rồi, các vị chuyển qua ngay ha. Đại An, huynh sửa nhà để làm cái gì? Tôi có rất nhiều sách võ thuật, cần tìm một nơi để cất giữ cho tốt đó mà. Không phải chứ, lần trước đến đây sao không nhìn thấy vậy? Lần trước là lần trước. Trấn Thành, lần trước Quách sư phụ và Trần Chân đều không tới. Lộ huynh đệ đúng là văn võ song toàn. Quách sư phụ ngài quá khen rồi ha. Quách sư phụ à, các vị vẫn chưa ăn gì đúng không? Tôi mời các vị ra ngoài ăn, hải sản ở Thiên Tân rất là ngon đó. Đúng đó. Lần trước đến đây tôi cũng đã ăn rồi. Đồ ăn vặt cũng khá là ngon. Món ăn vặt ở Thiên Tân, bánh bao hấp cẩu bất lý, còn có bánh hoa chẹo Thiên Tân, tất cả đều rất ngon, ngon lắm đó. Không cần đâu Đại An, chúng tôi tự vào bếp làm chút gì ăn được rồi mà. Các chị thấy đó. Đây, chỗ này tôi sẽ gọi hạ nhân đến. Mã Đại Tẩu à. Lộ đại gia, ngài gọi tôi. Đang làm gì vậy? Trong nhà có khách đến kìa. Nấu gì cho họ ăn đi. Ê, mấy người muốn ăn cái gì hả? Bỏ con dao xuống, làm người ta hoảng sợ kìa. Từ xa tới đây ai cũng đói hết rồi, tẩu cho họ ăn gì cũng được hết. Được rồi. Các vị ăn xong, nếu có chuyện gì á, chỉ cần tìm Mã Đại Tẩu. Tôi có việc phải làm, tôi đi trước nha. Đại An. Nè. Ê, mấy người muốn ăn cái gì hả? Chuyện này Mã Đại Tẩu, chúng tôi không đói, không làm phiền tẩu. Cảm ơn tẩu nha. Được rồi, vậy tự làm đi. Làm sao đây sư phụ? Còn có thể làm gì? Cậu thử thái rau đi. Sư phụ à, con đâu biết nấu ăn đâu. Hả? Cậu chưa làm qua sao? Tất nhiên con chưa làm qua lần nào hết trơn. Trần Chân, còn đây thì sao? Để ở trong núi toàn là nướng với quay không à, chưa bao giờ làm qua cái này hết. Nấu ăn cũng đơn giản thôi mà. Đây là gạo nè. Thêm chút nước đi. Cái này có ổn không vậy? Được rồi. Thêm nước đi. Nhanh thêm nước đi. Nè, con cậu xào rau đi. Xào rau sao? Xào rau hả? Nè. Sư phụ à, nhiều nước như vậy có bị gì không? Chắc được rồi đó. Gần được rồi, làm đi. Làm nhiều rau một chút. Phải rồi. Nè, chúng ta có thể làm món cơm chan súp. Đúng. Nào, để rau vào bên trong đi. Như vậy có ổn không vậy? Gần được rồi. Bụng con đói lắm luôn rồi đó. Thử xem. Thử đi. Không đói đi, thử đi. Thôi không thử đâu. Mày giết cái gì vậy? Giết cái gì vậy?
Sao hả? Thử năm đi. 50 lượng lần đó. Nói không? Đúng rồi. Ê nè, để thử tôi đi. Thử đi, thử tiền nè, đó. Huynh đệ, có thật là anh thưởng 50 lượng bạc không? Tất nhiên rồi, miễn là ông đây có thể nâng nó lên, chúng tôi lập tức sẽ đưa bạc ra ngay. Tiểu quán mở được 2 tháng, không ai có thể nhấc nó lên. Được. Đúng rồi, thử đi, thử đi. 50 lượng, 50 lượng. Hay lắm. 50 lượng. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Cố lên. Hay lắm. Làm đi. 50 lượng đó. Cố lên. 50 lượng đó. Cố lên. Đáng lên, đáng lên. Nhấc lên đi. Nhấc lên. Nhấc thử đi. Đúng rồi. Trời ơi, dở quá. Cố lên, được rồi chứ. Cố lên. Trời ơi, chắc được rồi. Không được. Không được sư phụ ơi. Không được hả? 50 lượng bạc không phải dễ lấy đâu. Cố lên. Làm đi. Giật đi, nhấc thử đi. Ráng lên đi. Đúng rồi, cố lên. Thử đi, thử đi. 50 lượng lần đó. Người này nhìn ráng nhất không được nghe. Anh ta sẽ lấy được đó. Chừng sẽ mạnh lên. Ráng lên. Ráng lên. Sắp được rồi. Quá hay quá. Ráng lên. Hay quá. Ráng lên. Được rồi. Trời ơi. Ráng lên. Trời ơi. Sắp được rồi. Là bao nhiêu ha? Ráng đi. Cố lên lần nữa đi. Thử lần nữa kìa. Ráng lên đi. Hay lắm. Trời ơi. Trừng chân, không sao chứ? Không vậy? Không sao. Rất là nặng. Để ta thử xem. Hả? Bây giờ phải làm sao? Không biết có được hay không nữa. Thôi tướng này ngon chắc được à. Ráng lên. Cố lên. Hay quá. Sao lâu vậy? Gì đông đưa vậy? Đi, trời ơi. Lên rồi. Hay quá. Trời ơi, năng lực của người kìa. Hay quá vậy, lên rồi kìa. Hay quá. Sư phụ, có tính không đây? Có tính không vậy? Tính chơi. Vậy lấy bạc đi. Hay lắm. 50 lượng. Hay lắm. Chúng ta đợi chút đi. Hay lắm. Quá xuất sắc. Hay quá. Hay. Nè, không cần lấy đâu. Nè, chúng ta đi thôi. Trời ơi, 50 lượng cũng không được kìa. Sao lấy tiền bỏ đi vậy? Không lấy bạc sao? Nặng vậy mà nhấc lên được cũng hay chứ, đâu phải giỡn đâu. Giết cái gì vậy? Chỉ trừ Quách Nguyên Giáp đó. Có ai nhấc được lắm á. Hey, sao lại không lấy chứ? Nè khoan đã. Cho hỏi, cậu có phải Quách Nguyên Giáp tới từ tỉnh Hải không? Phải. Đã nghe danh từ lâu, tại hạ cũng đến từ tỉnh Hải. Họ từ lúc trước đến Thiên Tân để làm ăn. Ồ, thì ra chúng ta là người cùng làng sao? Tôi nghe được vài ngày trước cậu ở tỉnh Hải dẹp tan ổ thuốc phiện, đốt thuốc phiện, thật đúng là một đại anh hùng. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thì ra anh ta là Quách Nguyên Giáp. Sau đó nghe nói cậu đã tới Thiên Tân, cho nên tôi đã bày ra chỗ này, mong rằng sau này có thể gặp được Quách Dũng Sĩ. Không ngờ được hôm nay có thể nhìn thấy cậu nâng tảng đá này lên. Tại hạ không có gì để tôn kính cậu. Ở đây có 200 lượng bạc, xin Quách công tử nhận cho. Không được, số tiền này tôi không thể nhận được. Ông hãy cất nó đi. Cậu đã vì tỉnh Hải mà trừ hại, những lượng bạc này cũng coi như là tấm lòng của tôi. Cậu cứ... Thuốc phiện hại nước hại dân, tôi nghĩ ông gặp chuyện đó chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên đâu mà. Nếu như không muốn lấy bạc, vậy xin mời các vị hãy đến hàng xá ngồi một chút, uống ly rượu nhạt có được không? Chúng tôi có việc phải làm rồi. Xin lỗi ông, chúng tôi rất gấp. Khi nào có dịp sẽ nói nhiều hơn. Đi thôi. Đúng thật là hảo hán mà. Đúng là hảo hán. Hảo hán thiệt. Ê, Quách sư phụ, các vị trở về rồi hả? Hôm nay có tìm được gì làm không? Tìm rồi, nhưng không ai cho chúng tôi làm hết. Đúng rồi, chúng tôi lấy một nửa tiền thôi cũng không được. Ê, đừng nói nửa tiền lương, ngay cả tính một xu cũng không có. Bọn họ sẽ không thuê các vị đâu. Tôi đã sớm biết tình hình này rồi. Tại sao lại như vậy? Ê, rất đơn giản. Những nơi đó chỉ thuê người của phủ đầu bang. Các người không trong phủ đầu bang làm sao mà dùng được chứ? Phủ đầu bang? Phủ đầu bang? Đúng vậy. Vậy chúng tôi làm việc còn phải gia nhập vào phủ đầu bang sao? Huynh không biết rồi. Huynh muốn kiếm được tiền không những phải nộp cho phủ đầu bang phí vào cửa, mà còn nộp cho quản đốc trong xí nghiệp của họ phí cảm ơn nữa kìa. Nhưng người đó chuyên ức hiếp lão ba tánh. Nè. Hả? Đại An, cậu là dân trong vùng, hãy giúp chúng tôi nghĩ cách đi. Để tôi thử nghĩ coi. Ê, đúng rồi, dựa vào võ công của các vị, theo tôi tới chỗ này nhất định là có việc làm.
Lần trước từ Đông Bắc về một gã bự con, rất lợi hại luôn đó. Vậy sao? Rồi, lên đi. Đúng rồi, trời. Ờ này đang, có phải họ đặt cược vào kết quả trận đấu không? Đúng rồi, nếu Quỳnh đánh thắng á chỉ có 2 lượng bạc. Nếu Quỳnh đặt cược á thì còn nhiều hơn nữa. Đánh lên. Sắp thắng rồi. Sư phụ à, chúng ta làm vậy không hay cho lắm đâu. Ơi trời. Hay lắm. Có liên quan gì đâu chứ? Kiếm tiền là quan trọng mà. Có sư phụ, nếu ngài ở tay á, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Đúng rồi. Không được đâu. Dùng cách này để kiếm tiền, tôi thấy không phù hợp với chúng tôi đâu. Đi thôi. Cẩn thận. Quỳnh không muốn đánh đó, còn đấy. Để muốn thử xem. Đánh đi, đánh vào. Ê, không thành vấn đề. Sắp thắng rồi. Đã có thể chiến đấu với những người khác, lại còn có thể kiếm được nhiều tiền. Đánh đi. Ê, hay lắm. Đánh lên. Được rồi, để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu cũng là chuyện tốt. Nhưng mà cũng nên cẩn thận đó. Trần Trân, tôi đưa Quỳnh đi ghi danh nha. Được. Ở bên phải của tôi là thuần luồng Quảng Châu, Từ Thân. Hay. Bên trái là Thương Lan Tĩnh Hải, Trần Chân. Hay lắm. Trần Chân. Trần Chân, đánh cho mạnh hay. Đánh đi. Hay lắm. Từ Thân. Hay lắm. Bây giờ công bố luật lệ. Một hiệp đấu lấy tiếng chuông làm chuẩn mực. Khi có tiếng chuông, ai còn đánh là thua. Sử dụng vũ khí là chịu thua. Ngã khỏi khán đài cũng thua. Trận đánh chia ra thành 10 hiệp, có thể nhận thua trên khán đài, sống chết có số. Sao rồi, đã hiểu hết chưa? Được, bắt đầu. Hay lắm. Tới đi. Đánh đi. Đánh hay lắm Trần Chân. Hay lắm. Hai. Đứng lên đi. Ba. Hay lắm. Hay lắm. Trần Chân à, tôi không ngờ Quỳnh lợi hại như vậy nha. Mới có một hiệp đã thắng hắn ta rồi. Quỳnh có biết lại chúng ta thắng bao nhiêu không? Đó, tròn 5 lượng bạc trắng. Vậy sao, Quỳnh cũng cược hả? Tất nhiên rồi, tôi biết là Quỳnh sẽ thắng mà. Tôi còn cho rằng Từ Thân đó rất lợi hại, vậy mà cũng chỉ có vậy thôi. Đúng vậy, Trần Chân lợi hại quá. Cái gì mà hổ mọi tim, hạt trắng tung cánh. Đánh đi. Trần Chân. Quỳnh không sao chứ? Có thể chịu được nữa hay không? Không được thì bỏ đi mà. Đúng rồi, Quỳnh đấy không xong rồi. Hả? Không xong thì toan rồi. Hay Trần lắm, Chân đánh đây. Sẽ mất đánh mạng đây. Đó. Trần đánh Chân, thấy Quỳnh quá hung hãn. Quỳnh không thể nào liều lĩnh được đâu. Tôi có cách thắng hết rồi. Đánh đây. Đứng lên. 1. 2. Hay lắm. Đúng rồi. Tĩnh Hải, Thương Lan, Trần Chân. Hay lắm. Sao không vậy hả? Tôi đau quá. Tới đây.
Thầy Cổng Huynh, cố lên. Thầy Cổng Huynh, đi thôi. Mày lớn. Đắng quá vậy Trần Chân. Mấy ngày nay đừng tập luyện, nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Sư phụ, con không sao. Đừng luyện công nữa, để lo mày tiếp tục nghỉ ngơi đi. Ê Quắc sư phụ à. Trần Chân, có chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Tôi nghe nói đối thủ Trần Chân là một gã từ Đông Bắc đến, rất lực lưỡng, quyền cước rất lợi hại. Nếu chúng ta thực sự đánh bại hắn, tiền thưởng có thể gấp 10 lần. Nhưng mà... Thôi được rồi, đừng nói nữa. Trần Chân sẽ không tham gia đâu. Nè, sư phụ, con không sao rồi. Ê, con... Trần Chân, hiện giờ không thể đi được đâu. Con có thể mà. Hai người các cậu ra ngoài một chút được không? Đi. Đi. Sư phụ, ta biết chăm chỉ luyện công thì tốt, nhưng mà cũng không được cậy sức đâu. Sư phụ, không phải nói kinh nghiệm chiến đấu quan trọng sao? Đúng là ta có nói như vậy, nhưng mà không nên quá nôn nóng. Cậu vẫn muốn trả thù sao? Không có. Sư phụ, người vẫn không tin con đúng không? Nếu đã vậy hà tất giữ con lại bên cạnh? Không phải là ta không tin, là đệ tử của ta, ta tất nhiên hy vọng cậu có thể giỏi hơn ta. Nếu như cậu thật sự muốn đi, ta mong cậu đồng ý với ta một điều kiện thôi. Nếu đánh không thắng thì nhận thua đúng lúc, đừng có cố liều mạng nữa. Được rồi, cậu đồng ý. Được, ta tin cậu. Nghỉ ngơi đi. Sư phụ, người yên tâm đi, con sẽ tham gia chiến đấu để rèn luyện thêm. Chờ con luyện võ xong, con nhất định báo thù cho người. Ơi, làm sao chuyện này xảy ra được? Quỳnh nói xem, bây giờ trận đấu còn chưa bắt đầu thì kêu tôi thua trận đấu này. Đối phương là một cao thủ, vừa hay là cơ hội để tôi trau dồi khả năng. Làm sao mà tôi thua được? Ê, hey, lời Quỳnh nói ta đương nhiên là biết rồi. Phủ đầu bang đó thế lực lớn như vậy đến cầu xin tôi. Hơn nữa, chúng ta đều là anh em, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Còn nữa nha, bọn họ đã hứa với tôi thua rồi vẫn lấy tiền. Ê, hey, nói gì thì cũng nể mặt người ta, đành phải đồng ý thôi. Đại An à, so tài võ công không thể giữ trò gian lận. Cho dù tôi đồng ý, sư phụ cũng không đồng ý đâu. Trần Chân à, mấy người phủ đầu bang quỳ xuống cầu xin tôi, tôi đành phải quỳ xuống cầu xin huynh thôi. Trận đấu lần này chỉ có thể thua chứ không thể thắng đâu. Ê, mau đứng lên rồi nói. Ê, không, nếu huynh không hứa tôi sẽ không đứng dậy đâu. Tôi Lộ Đại An chưa bao giờ cầu xin huynh hết. Lần này huynh phải hứa với tôi nha. Mình đứng lên đi, dù sao tôi cũng không hứa. Trần Chân à, tôi nói thật với huynh, tôi nợ phủ đầu bang mấy trăm lạng bạc. Nếu như ngày mai không trả, tôi có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ để chặt xuống đâu. Trận đấu này của huynh có rất nhiều người coi, chỉ cần huynh thua cuộc, phủ đầu bang sẽ thắng được số tiền lớn. Những gì tôi nợ bọn họ được xóa hết toàn bộ. Trần Chân à, tôi cầu xin huynh đó, chỉ thua lần này thôi, sau này đánh bại hắn 100 lần có được hay không vậy? Trần Chân à, Trần Chân, tôi cầu xin huynh đó. Trần Chân à, Trần Chân, Trần Chân. Không thành vấn đề. Hey, hello. Hey, sắp bắt đầu rồi. Sắp bắt đầu rồi. Nhớ cẩn thận đi. Hello. Hey, hey. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Hello. Hello. Đánh đi, đánh đi. Trần Chân, Trần Chân. Đánh đi. Đánh đi. Mau đánh đi. Rồi. Hey, 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 hay lắm, 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 hay lắm. Tiểu tử thúi, người không đánh bại được ta đâu. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Trần Chân, đánh trả đi. Tại sao không đánh trả chứ? Trần Thành à, hay lắm. Tôi nghĩ hồi nãy cô hết sức rồi. Trần Chân, phải cố gắng lên, đứng dậy đi. Đánh thắng đi Trần Chân. Trần Chân, cô hết sức rồi. Đứng dậy đi mà.
thôi. Đúng rồi. Hay lắm. Hay lắm. Trần Chân. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Ông chủ Dương, người tỉnh Hải này thì thấy nhất định sẽ thua đó. Người này giữ thế phòng thủ không tấn công, giống như quyết tâm chịu thua. Nhưng tôi nghĩ kỹ năng người này giỏi hơn so với đối thủ. Dù bây giờ ở cuối chiều gió, nhưng bộ pháp không hề rối loạn. Lý Huynh, sao chúng ta không đặt cược? Dương Huynh à, tôi đã đặt cược một số tiền lớn rồi. Tôi không cần biết số tiền của Huynh. Huynh nên giữ lại cho riêng mình đi. Cái này rất khó nói. Quyền pháp Trần Chân này rất là kỳ quái. Ra quyền phải có ba tinh: tâm tinh tùy cơ ứng biến, mắt tinh tùy cơ xem xét, và tay tinh tiên phát chế nhân. Trần Chân thật ra đã làm hết rồi, nhưng tại sao lại có vẻ không thể đánh ra được chứ? Xem ra là đang dụ địch vào trong. Ông chủ Dương, xem những gì ông nói như là thật này, người không biết còn tưởng ông chính là một võ học danh gia đó. Lý Huynh chê bai rồi, thứ lỗi tôi vô lễ. Trần Chân, đánh lại hắn đi mà. Trần Chân, hãy đánh lại hắn đi. Trần Chân. Trần Chân, đưa lên. Hay, hay lắm, hay lắm, hay, hay lắm. Nhanh lên. Đúng rồi. Bệnh phu. Hắn chữ Huynh mà Huynh không đánh trả sao? Hey, đừng dậy đi mà. Trần Chân, Trần Chân, Bình Phu, Bình Phu, đứng dậy đi mà. Trần Chân, hắn đang chữ Huynh đó. Đứng dậy đi mà. Trần Chân, Bình Phu, Bình Phu, Bình Phu. Trần Chân, đứng dậy đánh hắn đi. Hay lắm, Trần Chân. Hay, hay lắm. Đánh trả đi. Đánh hay lắm. Hay. Đánh, đánh đi. Đánh, đánh hay. Đánh, đánh, đánh. Đánh hắn đi. Hay lắm. Không phải ngươi nói sẽ không đánh lại sao? Bởi vì ngươi làm ta nhớ lại một chuyện. Người Trung Quốc tuyệt đối không được gọi người Trung Quốc là đồ minh quản, có biết không hả? Trần Chân thắng. Hay lắm. Chúc mừng. Các vị lão đại, không ngờ các vị cũng ở đây. Thì ra Đánh chết ngươi nè. Tao nói cho ngươi biết, nếu ngày mai không trả 200 lượng, tao sẽ lấy mạng ngươi. Đi. 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 Gì chứ? Đại An kêu để thua gã to lớn đó hả? Tại sao vậy? Chúng ta ở chỗ Huynh ấy ăn đồ ăn của Huynh ấy, đúng ra đệ đã đồng ý rồi. Đều do gã to con đó quá đáng,
để buộc phải đánh thắng thôi. Đánh thắng là chuyện tốt, nhưng Đại An đã đồng ý với phủ đầu bang rồi, ta sợ sẽ gặp rắc rối đó. Đúng rồi, Đại An vẫn chưa quay về, không lẽ có chuyện rồi hay sao? Sư phụ à, hay là con đi tìm quân ấy nha. Quân chưa ngủ sao Đại An? Tôi phải lấy một số thứ. Nè, sao quân bị thương vậy? Không có, vì đường ở đây gồ ghề làm tôi bực mình, hại tôi té nhiều chỗ. Quân đang nói tào lao cái gì vậy? Đại An, làm sao cậu ăn nói với phủ đầu bang đây? Quát sư phụ à, phủ đầu bang đó dám đánh tôi đâu? Họ đều là anh em của tôi mà. Thì mời họ uống rượu, rồi mời họ ăn tối, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Đại An, đừng giả vờ nữa, có gì cứ nói, chúng tôi chắc chắn sẽ giúp cho huynh. Phủ đầu bang nếu thật sự muốn đánh tôi, họ phải cân nhắc suy nghĩ. Lộ Đại An tôi ở Thiên Tân cũng là một nhân vật có máu mặt mà, họ dám sao? Tôi đến lấy ít thuốc rồi đi đây. Quát sư phụ à, các vị nghỉ ngơi sớm đi nha. Nè Đại An, đi ngủ sớm đi, tôi đi nha. Không xong rồi, mau dậy đi, dậy đi Đại An, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy mà Đại Tẩu? Sáng sớm hôm nay, đúng ra là tôi định kêu huynh ấy chạy trốn với tôi, nhưng mà vừa đến bến tàu, huynh ấy liền bị phủ đầu bang bắt đi rồi. Xong rồi, nếu huynh ấy mà quay lại kêu huynh ấy đừng đến tìm tôi làm gì. Sư phụ, mau đi. Đừng mà. Nợ ta tiền, lại không trả, còn dám lừa ta sao? Đừng mà. Ai vậy? Ngươi muốn làm gì? Chúng ta tới tìm ngươi. Nói, Lộ Đại An đang ở đâu? Ở bên trong á. Chặt tay hắn cho ta. Gì vậy? Là ai? Ai? Trần Chân, cứu tôi ơi! Trần Chân à, cứu tôi! Hai người các ngươi đang làm gì ở đây? Người hỏi câu lạ thật đó, lẽ nào ta tới uống trà hay sao? Dựa vào hai người các ngươi cũng dám tới phủ đầu bang cứu người, thật là nực cười mà. Chém hắn cho ta! Đừng qua đây, ta sẽ giết hắn. Cứu tôi! Mở cửa đó. Dậm. Mở đó vào. Đại Dương. Đại Dương. Quách sư phụ. Không sao chứ? Dạ không sao. Tránh ra. Sư phụ. Quách sư phụ. Anh hùng tha mạng. Có thể tha cho ngươi, nhưng ta cho ngươi biết, sau này không được ăn hiếp đồng bào của chúng ta nữa, đặc biệt là lão Ba Tánh. Nghe rõ chưa? Cút đi. Đại Dương. Chúng ta đi. Đại Dương. Đây là đơn thuốc, cứ bóc theo là được. Sư phụ, con đi bóc thuốc. Làm phiền đại phu, mời. Quách sư phụ, Lộ Đại An tôi ở đời này không có năng lực gì cả, chỉ biết khoe khoang à. Hơn nữa còn rất rụt rè. Lần này các vị đến Thiên Tân, không những không tiếp đãi tốt các vị, mà còn làm tăng thêm không ít phiền toái. Tôi
cả đời này tôi, thứ tôi thích nhất là luyện võ. Nhưng mà tôi lại không có một sư phụ tốt. Con người tôi thật là ngu ngốc, cái gì cũng luyện không tốt hết. Bây giờ tôi thật sự giống như một phế nhân vậy. Bây giờ, người Nga và người Nhật chúng tôi, đối với ba tỉnh Đông Bắc, tình thế rất là cấp thiết. Đây là tin tình báo tuyệt mật về ba tỉnh Đông Bắc. Ông nhất định phải an toàn đưa cho cậu ta. Nhưng mà, tiên sinh, chúng tôi bị người Nhật theo dõi rất chặt, không ít sĩ quan tình báo đều bị giết rồi. Bởi vậy, mới cần người Trung Quốc thay chúng tôi chuyển tin tình báo. Ngoài ra cử hai người của chúng ta bí mật hộ tống. Dạ. Trương cô nương, làm phiền cô đem cái túi quần áo này đưa cho lão Ngô ở nhà trọ Quảng Nguyên. Đây là tiền lương của cô. Xem ngài nói kìa, xin đừng khách sáo. Vất vả cho cô nương rồi, hôm nay chắc chắn phải giao tới đó. Ừ, được. Sao sớm như vậy cô nương đã quay về? Lý quản gia, vừa rồi có một người muốn giật chiếc túi này. Hả? Vậy đồ trong túi cô đã nhìn thấy chưa? Đồ trong túi này là những gì? Tôi vẫn chưa đưa. Không có gì đâu, chỉ là quần áo thôi. Xã hội bây giờ đúng là không bình yên. Nếu cô không gửi được, để tôi tìm người khác ha. Tôi đi trước đi. Được. Lý quản gia, Lý quản gia. Có ai không vậy? Lý quản gia. Ông ở đâu? Ah!
chôn xương biết bao nhiêu đất mồ mả. Trong nhân gian đến đâu cũng có núi xanh. Ông chủ. Người tới rất đúng lúc. Xem bài thơ này đi. Có nhận ra lời này là của ai không? Thuộc hạ ít đọc sách. Có lẽ nào là thơ Đường chăng? Nói bậy bạ. Ngươi không nhận ra lời lẽ của Minh Trị Duy Tân Tam Kiệt Sai Gò Takamori của chúng ta sao? Thuộc hạ đa tài chỉ giáo của tổ trưởng. Nhưng mà nhìn lại thì thật là giống như thơ Đường. Nói rất đúng. Bài thơ Đại Đường này giống như là Trường Thiên Mỹ Lệ, Cao Sơn Ngưỡng Chỉ. Cao Sơn Ngưỡng Chỉ sao? Một bài thơ hay như vậy, một Trường Thiên Mỹ Lệ như vậy, thì nó bắt buộc phải thuộc về Yamato ta. Nếu không sang bằng Trung Địa thì bài thơ này cũng bất dụng. Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm khắp nơi đều là kho báu, nhưng họ lại coi nó như rác rưởi không chịu trân quý. Chúng ta buộc chỉ chân voi. Bọn họ người đông thế mạnh, trái lại chia năm xẻ bảy, còn ta người ít thế cô, nhưng lại muôn dân một lòng. Trời động núi xanh của họ, đồng ruộng phì nhiêu của họ, tất cả là của chúng ta. Thuộc hạ đã biết. Mấy hôm trước, trạm tình báo bí mật của người Nga bị phá hủy, bọn họ sẽ không chịu để yên. Ngươi nên cẩn thận canh phòng hơn. Thuộc hạ đã dự tính trước, nên muốn những đứa trẻ ở trường mang tin tình báo đến. Nhưng phải làm hết sức cẩn thận, có hiểu không? Dạ. Tam Tiết Côn. Ủa, Đại An, Quỳnh thức dậy rồi hả? Dậy rồi. Sao rồi, thích không? Rất thích, ở đâu có vậy? Lần trước Quỳnh nói muốn luyện Tam Tiết Côn kia mà. Nhưng lại lo Tam Tiết Côn trong kho vũ khí quá mắc, nên sư phụ tôi làm cho Quỳnh suốt đêm qua luôn đó. Tuyệt vời, Quốc sư phụ đâu rồi? Sư phụ. Quốc sư phụ. Sao rồi, có thích không? Dạ rất thích. Đại An Quỳnh đệ, cậu phải nhớ, tự tin vào bản thân, đây là bước đầu tiên để thành công đó. Đợi tôi khỏe, xin hãy dạy tôi. Trương cô nương. Có chuyện gì vậy? Đây là tiền công lần trước của cô. Cảm ơn đã giúp đỡ nha. Quá nhiều rồi, hay là quên lấy lại đi. Không không, đây là của cô mà. Lần trước đa tạ cô đã giúp đỡ. Không cần đâu, chúng ta là hàng xóm với nhau, không cần phải khách sáo. Hay quên lấy lại tiền đi. Hay là trưa nay tôi mời cô đến quán trà Xuân Lai ăn cơm nha. Sau đó giới thiệu với vài người bạn của tôi. Họ đều là những hảo hán võ công thâm hậu. Ê, nè, cô không được từ chối nha. Vậy được rồi. Bữa trưa tôi nhất định tới. Khách quan, mời vào. Xin mời khách quan. Ê, quên uống trà trước đi. Mời vào trong. Đại An, cậu hồi phục thế nào rồi? Quốc sư phụ, rất tốt. Mới nhờ các chị ra tay kịp thời. Nếu không thì tàn tật luôn rồi. Đại An à, tôi đói quá. Ê, đi. Đợi một chút đi. Còn một cô gái nữa. Còn có một cô gái sao? Lạ vậy. Cô gái này ám ảnh tôi suốt cả ngày. Xong việc còn viết thư viết thơ cho tôi nữa. Viết thì tôi xem không hiểu. Được lắm nha. Nè Đại An, lén hẹn hò mà không nói với chúng tôi một tiếng ha. Ê, có đẹp không vậy? Để tôi nói nha. Cái chữ đẹp không tả đủ đâu. Con người vô cùng đoan trang. Quốc sư phụ, để tôi giới thiệu cho người. Không, đừng đùa như vậy mà. Ê, đến rồi. Thiến Nam à, mau gửi bộ y phục này
đến số 6 ngõ Nhãn Hồ nha. Người ta đang gấp lắm đó, đi nhanh lên. Cô ma, nhanh lên đi. Đại An, lại vậy luôn đó hả? Nguyên còn muốn giới thiệu cho sư phụ của tôi. Ê, không phải, không phải bà ta. Không phải bà ta thì là ai? Cái này, cái này. Được rồi, ngồi đi. Tôi đến đây để giao quần áo. À, mời giao. Thiếu gia ở bên trong, cô giao đi. À được. À. Có ai không? Có. À, đây là quần áo của ngài. Biểu muội à, muội vẫn khỏe chứ? Ê, biểu muội, nếu đã tới rồi thì sao vội vã rời đi như vậy? Ngươi muốn làm gì? Muội nói ta muốn làm gì đây hả? Muội không muốn làm mợ của nhà họ Long sao? Không muốn tận hưởng vinh hoa phú quý à? Còn muốn chạy? Ê, qua đây, mưu hại Lan Quân. Hôm nay ta có thể thả ngươi, nhưng sớm muộn ngươi cũng thuộc về ta. Cút! Đúng là cái đồ không biết điều. Thiến Nam, về rồi sao? Quần áo đã giao xong chưa? Hả? Cô ma! Thiến Nam, Thiến Nam, con bị sao vậy? Lúc hả? Con đi giao quần áo đã gặp phải Long Hải Sinh. Hả? Con gặp phải Long Hải Sinh sao? Trời ơi, hắn có ức hiếp con không vậy? Hả? Trời ơi, Thiến Nam à, sao con lại xui xẻo như vậy? Nếu như ta biết đó là Long Hải Sinh, con nói gì thì ta cũng sẽ không để con đến đó. Được rồi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa, ha. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Nè, ngồi xuống đây. Ông chủ, tôi mua 3 cái bánh bao. À, được. Nè, đói lắm rồi. Nếu quên nói là ở đâu vậy? Đừng có sốt ruột mà. Đáng lẽ phải đến nơi rồi chứ. Cũng lâu rồi không đến đây. Để ta nhớ lại xem. Cô nương, bánh bao cô nè. Cảm ơn, đi. Thối cô 3 đồng. Cảm ơn ông chủ. Cô nương thông thả nghe.
Chân Thiến Thanh. Nam, ta không ngờ đến đây còn gặp được tỷ. Cậu ta sao rồi? Không sao đâu. Trần Chân và tôi bây giờ là đồ đệ của Nguyên Giáp rồi. Nguyên Giáp, Nguyên ấy bây giờ ra sao rồi? Rất là tốt. Chúng tôi cùng đến Thiên Tân, đang ở nhà của bạn tôi. Đó là một võ quán vừa mới mở, tên là Đại An Võ Quán. Đại An Võ Quán? Ờ. Có phải Lộ Đại An không? Đúng rồi, tỷ biết hả? Giữ nó giùm tôi. Ê, nè, Thiến Nam. Ê, Thiến Nam. Đại An, Đại An, Đại An, Nguyên Giáp đâu? Trương cô nương, cô biết Quách sư phụ sao? Con nói ta biết Nguyên Giáp ở đâu. À, người đi chợ mất rồi. Ta đi tìm huynh ấy. Ê, Trương cô nương à. Ê, trời sắp mưa rồi, mang dù theo đi nè. Nhanh lên, cảm ơn huynh. Đại An. Muội, Quỳnh nói trước. Đúng ra là có nhiều điều ta muốn nói với muội lắm, nhưng mà khi gặp rồi lại không biết phải nói cái gì. Không ngờ chúng ta sống rất gần nhau. Có lẽ là duyên phận. Không ngờ chúng ta là hàng xóm của nhau, nhưng lại một lần cũng chưa được gặp nhau. Hôm nay ở nơi này chúng ta lại bất ngờ gặp nhau. Đúng vậy. Chính ta còn không nghĩ tới muội đột nhiên tới Thiên Tân, cũng không nghĩ tới muội đã không ngại đường xa đến tìm ta. Muội không đến để tìm huynh. Vậy tại sao muội đến đây? Thiên Tân lớn như vậy, muội đến để dạo chơi, tiện thể chăm sóc cho cô ma, giúp cô ma thêu thùa mai giá. Nói tóm lại, không đến đây để tìm huynh. Nè, muội chỉ chọc huynh thôi. Ta biết muội đang chọc ta thôi. Huynh thật đáng ghét. Thật không thể tin được, đường đường là đại tiểu thư Triệu gia, bây giờ phải giúp cô ma làm việc thêu thùa may vá. Đúng. Nghĩ về chuyện lúc trước, dường như đã qua mấy năm rồi vậy. Nguyên Giáp, huynh còn nhớ khi chúng ta ở tỉnh Hải, hai chúng ta gặp nhau lúc nào cũng phải che đậy giấu giếm, luôn bị gia đình kiểm soát. Thời điểm đó hai chúng ta đúng là rất thảm thương. Đúng đó. Mỗi lần đều là vô cùng sợ hãi, sợ cha mẹ phát hiện ra sẽ bị la, sẽ cùng nhau bị đòn đó. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, hai chúng ta đến nơi này hoàn toàn mới lạ. Hai người gặp nhau có thể nói chuyện thoải mái, không lo sợ chuyện gì, với lại có thể ngồi uống trà cùng nhau. Cảm giác này thật sự rất tốt. Nhưng mà qua vài ngày nữa ta sẽ đến Bắc Kinh tìm thúc thúc ta, Quách Hoài Sơn. Được, được đó. Muội đi càng sớm thì càng tốt. Mấy ngày trước muội đã gặp phải Long Hải Sinh. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hắn ta có phải là đối xử với muội? Không có. May là muội chạy nhanh. Nhưng mà Nguyên Giáp, muội rất lo cho huynh. Ta không có gì đâu. Ta phải lo lắng cho muội mới đúng chứ. Nhưng mà không ngờ Thiên Tân lớn như vậy, ta vẫn có thể gặp được muội. Nè,
ta tiễn muội thêm chút nữa. Chỉ vài bước chân, không cần phải tiễn đâu. Hay ta tiễn muội tới trước cửa nhà đi. Thiến Nam à, sư phụ, sư phụ gặp được Thiến Nam rồi phải không? Đã gặp rồi. Ê quát sư phụ à, thế giới này đúng là nhỏ bé nha. Hóa ra các vị quen nhau hả? Hơn nữa cô ấy sống bên cạnh nhà chúng ta. Tôi mà biết, tôi nói với các người lâu rồi. Đại An, cái này được gọi là duyên phận. Trần Chân đâu? Dạ à, đang rửa chén trong đang nhà bếp. Đang rửa chén. Sư phụ à, có thư từ tỉnh Hải. Được. Nguyên Giáp, trong nhà tất cả đều tốt, nhưng mà hai vị Cao Đường rất nóng ruột. Nhiều lần hỏi huynh có đến Thiên Tân an toàn hay chưa. Nghe nói Triệu cô nương cũng đã rời khỏi tỉnh Hải. Có đến nương nhờ huynh không? Lúc đi ra ngoài hãy cẩn thận, thỉnh thoảng thư từ, đừng để chúng tôi nhớ mong. Sư phụ, mọi người ở trong nhà vẫn khỏe chứ? Khỏe. Còn Vân Tỷ? Cô ấy cũng khỏe. Cô ấy nói ta thường xuyên viết thư về. Đúng rồi đó sư phụ, chúng ta đến đây lâu như vậy rồi, người hiếm khi viết thư về nhà, chả trách bọn họ hay mong ngóng. Ừ.